Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, từ tháng 1 năm 2017 tới nay đã có trên 16.000 phương tiện vi phạm được lực lượng chức năng thông báo trên hệ thống. Hiện các đơn vị đăng kiểm đang thực hiện đúng theo hướng dẫn tại thông tư 70 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải. Không kiểm định đối với các phương tiện mà đã có cái văn bản của cơ quan quản lý nhà nước gửi sang là yêu cầu không kiểm định. Đấy thì phạt nguội là một trong những trường hợp mà có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước người ta gửi sang. Nhiều người dân cũng cho rằng việc không thực hiện đăng kiểm cho những phương tiện vi phạm giao thông mà chưa nộp phạt nguội là phù hợp. Song vấn đề đáng nói ở đây là người vi phạm phải được thông tin sớm và đầy đủ về các lỗi vi phạm. Nên được biết sớm hơn là để dồn lại một lúc mà đến cái thời điểm người ta đăng kiểm thì người ta mới biết cái việc đấy. Bởi vì là có rất nhiều xe là phải qua cái việc mua bán ấy. Thì người sở hữu sau làm sao người ta biết được cái việc trước đây của người chủ cũ như thế nào, đúng không? Xét theo một khía cạnh khác, theo quan điểm của luật sư, việc từ chối kiểm định phương tiện là chưa hợp lý bởi hành vi vi phạm dẫn tới phạt nguội là hành vi cụ thể của người điều khiển phương tiện giao thông vào thời điểm đó, có thể không phải là của chính chủ phương tiện trong trường hợp xe cho mượn cho thuê tự lái. Trách nhiệm của người vi phạm sau đấy là cái người điều khiển phương tiện mới là người vi phạm, chứ còn phương tiện không phải là cái vi phạm. Hiện Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật của Bộ Tư pháp đang xem xét về việc Cục Đăng kiểm Việt Nam từ chối kiểm định thì có đúng với tinh thần thông tư 70 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải hay không.